tin cho chúng ta được biết trong những ngày qua. Chàng tên Đặng Hữu Nam, một người có thể nói là đứng đầu sóng ngọn gió trong việc đấu tranh với Formosa trong thời gian vừa qua, bằng sự kiện đã điều 20 chiếc xe bus để đưa 600 ngư dân đến với lại tòa án Kỳ Anh để nộp đơn. Và tòa án trong ngày 2 ngày đã nhận 506 đơn. Nhưng mà thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì chúng tôi được tin rằng tòa án cũng đã trả đơn về cha, và đặc biệt rằng ở tại nơi mà giáo xứ Phú Yên của cha Anton Đặng Hữu Nam, chính quyền địa phương đã ra một cái thông báo đề nghị trục xuất cha Anton Đặng Hữu Nam ra khỏi giáo xứ, và với những cái lời lẽ kết tội rất là nặng nề. Thưa quý vị, sự việc này như thế nào và phản ứng của giáo dân như thế nào, an ninh của cha Anton Đặng Hữu Nam hôm nay như thế nào? Nghi Lữ mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghi Lữ và cha Anton Đặng Hữu Nam như sau. Kính thưa cha, Nghi Lữ chào cha. Thưa cha, qua những cái sự việc mà Nghi Lữ vừa nói, thì thưa cha có thể cho biết cái điều đầu tiên tất cả những người Việt hải ngoại đều quan tâm, đó là về cái tình hình an ninh của cha sau cái thông báo hay là một cái gì đó mà của chính quyền đã đưa ra để mạ lị cha và đề nghị trục xuất cha ra khỏi giáo xứ. Thì thưa cha, Đức Giám Mục ở địa phận cũng giống như giáo dân, và đồng thời là hiện nay cái hiện tình an ninh của cha như thế nào? Nghi Lữ mời cha. Vâng, chào bác Nghi Lữ, chào quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Chúng ta biết là sau các cái sự kiện đó thì vào ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An gửi một cái công văn cho Tòa Giám Mục, cho các vị đức cha cũng như một số cha trong địa phận. Và họ trong đó họ có kết tội và kể một số tội như là nói xấu chế độ, tuyên truyền xấu sự thật, nói sai sự thật, và đặc biệt đó, là họ bảo rằng là những việc làm sai, mà trong đó họ có cả kê lên đó là việc mà đưa người dân đi khởi kiện Formosa. Sau những cái việc mà họ nói như thế thì họ cũng yêu cầu cụ giám mục giáo phận Vinh chấn chỉnh cách thức mục vụ lại của linh mục Nam, cũng như là không bố trí công việc mục vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tức là muốn đẩy linh mục Nam ra khỏi quê hương của mình. Thì khi mà thấy được cái điều này thì người dân nghe thấy được thì người dân rất là phẫn nộ. Họ cũng tập trung tại xứ, rồi cũng yêu cầu, cũng xin rằng là cho họ tập trung kéo lên các chính quyền địa phương như là xã hoặc là huyện để hỏi xem lý do vì sao. Nhưng mà tôi can người dân lại, bảo không can gì cả, nhưng mà anh chị em cứ về nhà. Còn tất nhiên chúng ta khi làm sự thật, khi đấu tranh cho sự thật thì đất nước này nó như vậy, nó trở thành kẻ thù của chế độ. Và vì thế họ tìm mọi cách để họ bắn phá, cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện thôi. Còn cái việc mà quý ông bà anh chị em muốn kéo lên ủy ban xã hay ủy ban huyện để hỏi thì cha nghĩ không cần thiết, cho nên cha mong quý ông bà anh chị em chúng ta về. Đã vì thế thì xin cầu nguyện nhiều hơn. Còn khi cái công văn này đã gửi đến các đức cha, rồi khi truyền thông đã tiếp cận thì người ta cũng rất là khó chịu. Còn về thái độ của Đức Giám Mục Giáo Phận thì khi Ngài nhận cái công văn này thì Ngài cũng gặp gỡ tôi, rồi có nói một số vấn đề như là Ngài vẫn khẳng định rằng cái điều tôi làm là đúng, và chỉ vì Ngài nhắc nhở tôi một điều, tức là mình là linh mục
mình nói có lý nhưng mà mình nói như công văn đó thì bây giờ mình nói nhẹ lại, tức là đừng có mạnh như thế, thế thôi. Còn khi trả lời mọi sự các công luận thì Đức Giám mục Giáo Phận vẫn đinh ninh một điều, khẳng định một điều rằng giáo hội có phần riêng của giáo hội, có cái tự trị riêng của giáo hội, không thể ai cũng có thể can thiệp vào điều đó. Và bây giờ thì chưa có một cái điều gì khác, thì cha Nam vẫn là cha xứ của Phú Yên, vẫn làm việc mục vụ tại giáo xứ Phú Yên, không có điều gì thay đổi. Chỉ khi nào có thay đổi thì khi đó mới có thay đổi. Tức là theo giáo phận thì nghiễm nhiên giáo hội thì nghiễm nhiên khi nào có bài sai sai một linh mục đi chỗ khác hay đi làm công việc khác thì khi đó mới có thay đổi. Thì nghiễm nhiên như vậy, dù là tỉnh Nghệ An có muốn trục xuất Quần Hàm ra khỏi cái giáo xứ của mình, hay là làm sức ép để tòa giám mục không bố trí công việc mục vụ cho cha Nam trên địa bàn tỉnh đi chăng nữa, thì cái việc đó cho đến bây giờ chẳng là cái gì cả. Và Đức Giám mục Giáo Phận cũng minh định cái điều đó. Dạ vâng, thưa cha Còn việc thường. an toàn an Dạ vâng, ninh an ấy thì toàn. chúng ta biết, thì bất cứ ai, chúng tôi cũng vậy, bất cứ nhất cử nhất động đi vô đi ra đều được người ta chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà chắc chắn một điều, với tôi là linh mục, họ cũng không thể làm những cái điều quá công khai lộ liễu như đối với những người khác. Dạ vâng, nhưng mà thưa cha đó, dĩ nhiên là cha đã bị canh giữ hay là cha đã bị theo dõi thế này thế khác. Nhưng mà những cái vấn đề mà khủng bố đó, tinh thần của cha hay là khủng bố tinh thần đó, của những giáo dân trong giáo xứ thì thưa cha có điều gì để trình bày ạ? Vâng, thì cái chuyện mà nhà cầm quyền dùng mọi thủ đoạn phương tiện để khủng bố tinh thần và đàn áp người đấu tranh, người sống cho sự thật, như tôi hay nói rằng là người ta sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn để đối xử với chúng tôi, cái điều đó không có gì lạ cả. Và ngày hôm nay người giáo dân, những người đi cùng tôi hay là những người đấu tranh với tôi và cả bản thân tôi, gặp mọi cái mưu hèn kế bẩn, dùng mọi phương tiện và thủ đoạn để khủng bố tinh thần hay là đàn áp chúng tôi, điều đó là xưa nay gì họ vẫn làm. Bây giờ thì có điều cái thời điểm này thì họ làm dữ tợn hơn, hoặc là có thể là lộ liễu hơn. Còn như chúng ta biết, trước khi chúng tôi khởi kiện này thì chúng ta cũng thấy có những lần là công an cộng với côn đồ chặn đường hành hung tôi một cách vô cớ, rồi là tìm mọi cách để khủng bố tinh thần, dọa dẫm thế này thế kia. Số điện thoại của tôi được những cái số điện thoại lạ gọi đến dọa giết hay là khiêu khích, chuyện đó là chuyện bình thường, và hôm nay đó cũng là chuyện bình thường. Dạ vâng, thưa cha, được biết được rằng đó, những cái sự kiện có thể nói là vô tiền khoáng hậu, đó là cái việc 20 xe bus đi suốt hơn 200 cây số để mà đến vụ án nộp đơn với 600 người, mà với hình ảnh rất là trật tự và không gây một cái gì gọi rằng nghĩa là cái hình ảnh xấu hết, ngay cả vấn đề vệ sinh nó cũng rất là tốt. Và vừa qua thì lại có vấn đề là cả trên 10.000, 18.000 người đã bao vây cái Formosa. Thì chắc chắn một điều rằng không phải chỉ một mình cha Đặng Hữu Nam, mà những linh mục ở tại nơi đó cũng đều những linh mục ở tại đó cũng đều đồng hành với cha trong cái việc như vậy. Thì thưa cha, nhưng mà cha lại là cái người có thể nói là đầu sóng ngọn gió, đang là cái mũi chĩa, mũi dùi mà Cộng sản Việt Nam tập trung để chĩa vào cha. Thì cho phép Nghi Lữ được hỏi một câu có vẻ hơi tiêu cực, nhưng mà điều gì cũng có thể xảy ra thưa cha, nếu cái tình huống xấu nhất xảy đến với cha, thí dụ như không những là trục xuất khỏi giáo xứ mà còn bắt giam cha hay là thủ tiêu cha đi, thì thưa cha, điều đó nếu nó xảy ra thì cha có điều gì cần nói với đồng bào người Việt khắp nơi đang quan tâm về cái tình trạng an ninh của cha, thưa cha? Vâng, việc mà dấn thân để làm một linh mục, chúng ta biết
đó là linh mục Công giáo thì luôn luôn lý tưởng và con đường của mình là đi theo Đức Giêsu Kitô. Trước khi chọn con đường để làm linh mục thì tôi cũng đã dự báo trước cho mình, bởi vì cái điều đó chính Đức Giêsu Kitô đã tiên báo những ai đi theo Ngài. Chúng ta thấy một điều nghịch lý ở đời, tức là những người ở đời khi người ta bảo rằng là nếu ai đi theo họ thì họ sẽ hứa hẹn cho đặc quyền, đặc lợi và những cái điều tốt. Còn với Đức Giêsu Kitô thì Ngài cũng hứa rằng nếu ai đi theo Ngài thì gì? Phải vác thập giá hàng ngày mà đi theo Ngài. Và Ngài cũng nói rằng là Ngài bị thế gian đã ruồng bỏ và giết chết, thì những ai đi theo Ngài cũng vậy. Vì thế, trước khi chọn cuộc sống, chọn lý tưởng làm linh mục, thì tôi đã tiên báo cho mình những cái điều đó và dự phóng trước cho mình khi bị những người, những thế lực ma quỷ đàn áp hay khủng bố hay là loại trừ. Đã có một vài lần trước những người dân lễ, có những cái thánh lễ hơn 10.000 người, trong những cái dịp mà tôi bị khủng bố như vậy, thì tôi cũng nói với người giáo dân rằng là phúc cho tôi nếu tôi bị cộng sản ghét bỏ, bởi vì như thế thì tôi thấy mình đang thuộc về giáo hội, đang thuộc về Chúa và thuộc về quý ông bà anh chị em. Còn thật là vô phúc cho tôi nếu cộng sản nó yêu mến tôi, bởi vì như thế thì tôi thuộc về cộng sản chứ không phải thuộc về giáo hội, về quý ông bà anh chị em và thuộc về Thiên Chúa. Đó cũng là một cái điều mà tôi luôn luôn dự phóng trước cho cái đời sống của mình, nhất là cái đời sống dấn thân trong ơn gọi là linh mục Công giáo, trong ơn gọi là đấu tranh cho những người thấp cổ bé miệng, đấu tranh cho sự thật, công lý và công bằng. Đức Giêsu Kitô đã chết vì sự thật. Ngài cũng mời gọi chúng ta sống và dám chết vì sự thật. Thì điều đó, nếu một điều xấu nhất có thể xảy ra với tôi về cái sự đàn áp, về một cách bất công, hay là về sự hiến mạng sống mình vì cái điều này, thì tôi cũng rất là vui vẻ chấp nhận, và đó xem như là cái lý tưởng của tôi đã đạt được, đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô, bước sát hơn với dấu chân của Ngài và chia sẻ cái dung mạo đau khổ mà Ngài phải chịu vì người khác. Đó là hãnh diện của tôi. Nhưng sẽ theo con khía cạnh của một người đời thì tôi là một linh mục, tôi nghĩ rằng có lẽ những điều tồi tệ đó không thể xảy ra đối với tôi, hay tôi cũng không muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai, bởi vì cái thời đại bây giờ là thời đại kỹ thuật số, thế giới bây giờ là thế giới phẳng, chỉ cần một cái điều làm quá đáng của nhà cầm quyền thì sẽ gây lên một ngọn lửa của cách mạng, sẽ xảy ra những điều nguy hại hơn. Tôi cũng mong rằng nhà cầm quyền Việt Nam này họ có một cái cách hành xử đúng với nhân bản của con người. Và vì thế tôi cũng không mong rằng là họ sẽ làm một cái điều gì đó quá tồi tệ, quá xa với tình người và tính người, để rồi gây nên một sự hận thù hay là phẫn nộ cho người dân. Và cái điều đó trong tư cách của một linh mục, tôi không bao giờ nghĩ rằng, tôi không muốn rằng cái điều xấu có thể xảy ra với bất cứ ai. Còn với tôi, khi con đường làm linh mục, con đường đi với người nghèo, đi với người thấp cổ bé miệng, để đòi công lý, sự thật và công bằng, đòi công dân chủ và nhân quyền, thì chắc chắn tôi đã dự phóng cho mình một cuộc sống khó khăn, vất vả, bị đàn áp bởi những nhà cầm quyền, đó là lẽ đương nhiên. Dạ vâng, Nghi Lữ cảm ơn cha, và nói thẳng là trong lúc đang nói chuyện với cha, nghe những lời tâm tình của cha, Nghi Lữ học được rất nhiều và cũng nguyện bước theo cha, dấn thân và chấp nhận sẵn sàng nằm xuống vì công lý và sự thật. Nghi Lữ cảm ơn cha rất là nhiều. Nghi Lữ ngưng thu tại đây thưa cha.